Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào hôm nay đang phối hợp cùng với công an phường Linh Trung điều tra truy xét vụ cướp giật điện thoại xảy ra trên địa bàn. Khoảng hơn 12 giờ trưa qua, một cô gái dừng xe trên lề đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức sử dụng điện thoại. Lúc này, một thanh niên đi xe máy ngược chiều nhanh chóng quay đầu xe áp sát từ phía sau cô gái và giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Cú giật quá nhanh khiến cô gái không kịp phản ứng. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.